chào mừng quý vị đã trở lại với kênh của chị Da Đen. Ngày hôm nay chị Da Đen sẽ thay đổi một cái món. Chị Da Đen đã từng nấu món này ở Sài Gòn khi chúng tôi còn ở những năm tháng Sài Gòn. Nhưng ngày hôm nay thì ra ngoài đây có cơ hội được tiếp xúc với lại những người đầu bếp khác, thì chúng tôi đã sáng nay đi mua một ít đuôi heo về để có thể làm mì tươi và nấu với lại đuôi heo để ăn, thay cho mấy ngày nay ăn cơm hoài ngán quá. Rồi trước khi mà làm mì thì đây là cái đồ cán mì nha. Cái đồ cán mì này thì nói chung là trên mạng bán cũng nhiều, nhưng mà đồ này là có một người bạn trẻ mang đến. Bình thường thì chị Da Đen với lại tôi sẽ ở nhà cán bằng cái đồ cán mì, sau đó là cắt ra từ từ. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay có cái đồ cán rồi thì bắt đầu là trước khi cán thì bắt đầu là phải vệ sinh bột cho nó. Còn cái đó là nước sốt thì có nấm đông cô với lại đuôi heo. Khúc này thì chị Da Đen đang ra bột. Nói chung là chị Da Đen có một quá trình làm lò bánh mì ở Sài Gòn rồi, cho nên là chị rất là rành, thậm chí là chị làm tới xíu ngoài nữa. Ngày hôm nay thì chị Da Đen trở lại với nghề cũ thì có được cái sự hỗ trợ để của bạn trẻ mang cái máy tới, thì thấy cái sự cán mì nó cũng nhanh. Đó là mình mệt quá, mình nằm đâu mình tự nhiên cái bị sốt đó. Bây giờ là con mực, trời nó cũng đang mưa rồi, nó cũng núp mưa giống mình luôn. Rồi khúc này thì cũng những cái miếng mì đang bó thành từng vắt như đó. Rồi bỏ vô cán một cái rồi lấy ra, nói chung là mọi thứ giờ nó cũng dễ rồi. Bột thì mua ngoài cũng có, cái quan trọng là bây giờ cái máy khi mà mình có là mình nấu cái mình ăn liền, nó cũng không có cái gì gọi là cực nhọc so với lại cái thời ngày trước. Ngay cả những bộ phim của Trung Quốc nó cũng phát triển cái cung phu làm mì, phải vừa là xào bột, vừa nhào bột mà nó vừa đánh giò. Còn bây giờ là mình chỉ nhào có cái đồ quậy bột xong rồi bắt đầu cán bột xong rồi cắt bột thành sợi đó. Một người ăn vô đây thấy no ứ hừ. Nói chung là lâu đổi món thì mình cũng thích. Nhưng mà cái mì tươi này nha quý vị, cái nước là phải nấu thật ngon và đậm đà, chứ không thôi là nó sẽ dễ bị vỡ kế hoạch. Mình thì nói chung là kinh nghiệm ăn uống của mình là 20 năm rồi. Từ cái lúc mà bước lên Sài Gòn đến giờ là mình ăn kính thưa các loại mì Tàu, mì Hàn hay là mì Nhật Bản, udon, udon gì là mình đã kinh nghiệm nhiều lắm rồi. Cho nên thành ra là cái mấy cái chuyện mì này là mình chỉ cần cắn vô là mình biết là cái cọng mì này nó sẽ như thế nào. Đó, lâu mình đổi món thì bắt đầu là mình cũng chị Da Đen thì cũng sau khi cắt thì nó sẽ dính. Đó, mình gỡ ra. Hồi đó thì chị Da Đen là hay mua bột về cán. Thậm chí có đoạn chị Da Đen làm bánh bột lọc của chị Da Đen mua bún tươi về cán luôn. Xong bắt đầu cán xong bắt đầu cắt ra thành cái cục bột lọc dài. Rồi cái đoạn này thì nói chung là cũng làm nhanh thôi. Rồi tay thì phải ép ra. Cái này là hơi xiên thôi, chứ còn bỏ vô trong người ta cán ra một cái thì nó cũng nhanh. Giờ có máy hết rồi ha. Thuận tiện cái máy này thì để xài trong gia đình thôi. Máy này nếu mà ai có điều kiện mua xài gia đình, máy này của bạn trẻ mang qua khởi động coi nó còn xài được hay không, để họ làm việc của họ. Nhưng mà sẵn là mình nấu mình đổi món mình ăn, chứ bữa giờ nói chung là cứ cá hoài, mưa gió cứ cá hoài cũng ngán. Có cái đoạn trước là tại sao cứ bỏ bột ra cho nó xoay liên tục, là bởi vì trong cái máy này nó có mấy cái cức dán, cức chuột lâu ngày không xài đó, cho nên thành ra là nó dính trong đó. Một lần là mình phải vệ sinh nó bằng cái cách là cho nó chạy rô đai. Rồi trời bắt đầu là tự nhiên nó có nắng nhẹ đó, những cây trái trong vườn của mình. Rồi chị Da Đen, không biết là chị Da Đen đã sắp xong chưa. Rồi cũng quá trời nhiều giác là nhiêu đây, chắc ăn phải mấy tuần à. Nói chung là mình đang bệnh cho nên thành ra cái miệng của mình nó cũng lật nhách này, chứ bình thường mấy cái món này chết như mình. Bình thường mấy cái món này là mình phải ăn 2-3 giác.
đã về đuôi heo nữa là cái khoái khẩu của mình nữa. Rồi mình đang nằm như giỏng thì mình nghe chị đang kêu mì chín rồi. Ôi trời ơi, đây rau trong vườn, salad, rau thơm, húng quế, nước tương, nhà có gì ăn đó thôi. Ồ, có cả cái hoành thánh nữa, cán hoành thánh rồi bỏ vô, nấm đơn cô. À, cái này cũng là giống như một kiểu mì tàu ha. Nói chung là nhìn rất là dễ thương. Cái màu thì phong cách của chị da đen rồi, cái màu nó cứ lạc lạc vậy đó, nhưng mà cái nước xương thì nấu rất là ngọt và ngon. Rồi chúc cả nhà vui vẻ và nghe một cái bài hát do mình sáng tác ha. Trời ơi, cộng mì ăn nó cà tưng đã quý vị. Không có cái gì bằng mì tươi hết. Đúng là không có bỏ công mà bỏ cái sáng này làm ở trời mưa trời nắng giờ mới được ăn. Cảm ơn mọi người và nhớ đăng ký kênh của mình nha. Ồ, khúc này coi như là ăn khí thế ta. Đó. Là mình đang bệnh nha. Mà ăn mà còn xúc mồ hôi ra đó. Rồi. Rồi một ca khúc của mình sáng tác mà mọi người cũng thích. Rời xa phố thị, rời xa ánh sáng thành đô, tôi đi về nơi đó, nơi quanh năm sóng vỗ du giấc ngủ trưa. Rời xa náo nhiệt, rời xa chen chúc tiếng còi xe, tôi đi về nơi ấy, nơi quanh năm có gió sau mấy rặng tre. Phố bây giờ là tiếng nói nơi quán quen, phố lạ tiếng hát Việt Nam. Hay phố bây giờ lạ với tôi thôi. Như thế tôi rời xa với em, rời xa những gương mặt quen im lặng cay đắng. Kể từ khi nhận ra phố xưa hát yêu chân thành, như thế tôi rời xa với em, cùng đi với cây đàn theo ta từng câu hát, băng qua những khu rừng hoang xác xơ trên gương mặt đã lâu thiếu vắng tình yêu.